trừ vọng tâm, giữ chân tâm. Kinh Hoa Nghiêm có câu: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Tạm dịch: ai muốn hiểu biết tận cùng hết thảy ba đời chư Phật, phải quán tánh của pháp giới, hết thảy là do tâm tạo. Quý vị hành động với tâm Phật thì quý vị là Phật, hành động với tâm Bồ Tát, quý vị là Bồ Tát, hành động với tâm duyên giác, quý vị là duyên giác, hành động với tâm thanh văn, quý vị là thanh văn, hành động với tâm trời, quý vị là trời, hành động với tâm người, quý vị là người, hành động với tâm Atula, quý vị là Atula, hành động với tâm súc sanh, quý vị là súc sanh, hành động với tâm ngạ quỷ, quý vị là ngạ quỷ, hành động với tâm địa ngục, quý vị là quỷ địa ngục. Bởi vậy có câu: mười pháp giới chẳng lìa khỏi một niệm hiện tiền của tâm. Như vậy mới biết rằng hết thảy mọi thứ đều do tâm tạo. Có bài kệ nói về tâm đầy ý nghĩa như sau: tam điểm như tinh bố, loan câu tự nguyệt nha, phi mau tòng tư khởi, tác Phật giả do tha. Tạm dịch: ba chấm như chòm sao, móc công như hình trăng mới, mang lông từ đây ra, thành Phật cũng do đấy. Cứ suy nghĩ kỹ, bài kệ thật chí lý. Người ta ở đời phải giữ lấy chánh tâm, đừng có mang tà tâm. Thế nào gọi là chánh tâm? Đó là tâm Bồ Đề, tâm bình đẳng, tâm từ bi, tâm thương xót, tâm bố thí, tâm hổ thẹn. Thế nào là tà tâm? Đó là những tâm ích kỷ, tự lợi, đố kỵ, oán hận, kêu ngạo, vọng tưởng. Chúng ta tu hành phải nhằm mục tiêu trừ khử vọng tâm và giữ lấy chân tâm. Đó cũng là nghĩa trừ tà tâm sanh chánh tâm. Nếu mỗi hành động của chúng ta có chánh niệm, tức đó là chánh tri chánh kiến. Nếu có tà niệm thì thành tà tri tà kiến. Người có tà niệm thấy điều trái coi là phải, thấy điều phải coi là trái, lấy trắng làm đen, lấy đen làm trắng, có nghĩa là điên đảo thị phi, đen trắng không phân biệt. Bất cứ hành động nào y cũng tự cho là đúng, nhưng kết quả lại gây nên tội, xuống địa ngục vẫn không hiểu tại sao. Bởi sự thể đó mà chư Phật đã khổ tâm khuyên bảo, đã không ngại khó nhọc đinh ninh dặn dò: chớ đi lầm đường, chớ đi vào chỗ bế tắc. Đây cũng là lời nhắc những ai tu như chúng ta, là không được tạo nghiệp ác tại chốn đạo tràng. Có câu nói như sau: chớ gì điều lành nhỏ mà không làm, chớ gì điều ác nhỏ mà tạo tác. Chúng ta phải từng giờ từng khắc cảnh giác, tự xét mình, nơm nớp e dè như đứng bên bờ vực sâu, như dẫm chân trên băng mỏng, để từ từ cởi bỏ những thói hư, tự cải thiện những hạnh xấu, những tập khí ranh ma, những lối tinh khôn quỷ quái. Phải tự xét mình mọi thứ cho minh bạch, chớ không phải sống qua ngày một cách hồ đồ, như kẻ mù dẫn người mù, dối trá lẫn nhau, khiến cho thế giới càng ngày càng lâm cảnh nguy cơ, dẫn tới ngày mặt thế, để tất cả đi đến chỗ diệt vong. Những ai có chánh niệm thì có thể dẫn dắt nhân loại đi trên con đường chánh đại quang minh. Ai ai cũng một lòng cùng giúp đỡ nhau. Quý vị giúp tôi giúp quý vị. Tất cả đều có tinh thần tương trợ. Có câu: giúp người là nguồn khoái lạc,
hoặc có câu: làm điều lành thì vui sướng nhất. Quý vị phát tâm làm điều lành thì sự vui sướng không bút nào tả hết. Chỉ những ai đã làm những việc lành mới biết được hết ý vị của nó. Quý vị thử nếm mùi làm việc thiện coi nó như thế nào. Cái lạc thú đó thật là kỳ diệu. Chúng ta phải tránh bằng mọi giá những con đường quanh co, không những khiến ta sậy chân mà còn đưa những người khác lâm vào nơi bế tắc. Bởi những lẽ đó, tâm của ta phải chánh đại quang minh mới có thể chiếu soi và phá hết hắc ám. Khi mê thầy độ, khi ngộ tự độ. Bây giờ là thời gian của thiền thất, ngày 15 tháng 12 năm 1977. Quý vị hãy đề khởi thời đầu lên để tham, để dụng công trong từng giờ từng khắc. Người tu hành phải tự mình tu, không ỷ lại vào người khác, càng không thể ỷ lại vào thầy của mình. Tại thiền thất, chúng ta tu, chứ không phải thầy của ta tu. Điểm này phải nhận cho rõ. Có người nghĩ rằng, thời gian thầy ở dạng Phật Thánh Thành thì ta dụng công tu, thầy đi vắng thì ta khỏi cần tu tinh tấn nữa. Nghĩ như vậy là không thể được. Bất luận thầy có mặt ở dạng Phật Thánh Thành hay không, chúng ta vẫn phải cố gắng tu hành tinh tấn. Trước sau phải tu rốt ráo thì mới có cơ thành tựu. Nếu chẳng phải vậy thì quý vị chỉ là tu bên ngoài, tự dối mình và dối người, vĩnh viễn không thể nào giải thoát được. Tham thời đầu là tham câu, niệm Phật là ai? Tự hỏi ai đương niệm Phật? Nếu nói tôi đương niệm Phật, vậy khi tôi chết đi thì cái tôi này chạy đi đằng nào vậy? Rõ ràng không phải cái tôi. Tham cố như vậy thì không kiếm ra cái tôi. Nếu cái tôi không có thì đương lúc còn sống ta khỏi cần tu hành nữa chăng? Nghĩ như vậy cũng không đúng. Vậy làm sao mới đúng? Tức là phải tham cứu cái mặt mũi gốc của ta, bổn lai diện mục. Cái đó như thế nào trước khi cha mẹ sanh ra ta? Tham cho thấu đáo tức sẽ khai ngộ. Niệm Phật là ai đó? Phải truy cứu từng giờ, từng khắc, từng giây, từng phút, không lơ là. Thực ra đây là cách dụng công lấy độc trị độc. Niệm Phật là ai? Tuy nó cũng là một niệm, nhưng lấy một niệm để khống chế hết thảy các niệm khác. Lấy một dòng tưởng để đình chỉ hết thảy mọi dòng tưởng. Khi đình chỉ tới độ tột cùng, sẽ tới lúc nước rút đá hiện, chân tướng hiển bày và được khai ngộ. Thế nào là khai ngộ? Là nhận rõ một cách chân thật chính ta như thế nào. Chứng được lý không, hiểu rõ hết thảy đều là hư vọng, và đó mới là sự hiểu biết chân thật. Lúc đó quý vị biết được bổn lai không một vật, chỗ nào vướng bụi bặm là loại cảnh giới nào. Đó cũng là cảnh giới của minh tâm kiến tánh. Có câu: minh tâm vô nan sự, kiến tánh bất tri sầu. Ngụ ý rằng khi đã đạt tới chỗ minh tâm thì gặp cảnh ngộ nào cũng không u sầu. Còn có câu như sau: tự cổ thần tiên vô biệt pháp, quảng sanh hoan hỷ bất sanh sầu. Câu trên có nghĩa là thần tiên thời trước chẳng có gì khác lạ, bởi sanh tâm hoan hỷ rộng lớn nên không có u sầu. Đó là đặc điểm của những gì tu đạo. Ai tu đạo rồi thì gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh, trong tâm cũng không động. Nếu định lực tới trình độ đó thì sẽ không còn bị cảnh lay chuyển, mà ngược lại có thể chuyển cảnh. Đó mới là công phu chân chánh
của người tu đạo. Lại có câu: Thái sơn băng tiền nhi bất kinh, mỹ sắc đương tiền nhi bất động. Tạm dịch: Thái sơn sụp đổ mà không sợ, sắc đẹp trước mắt tâm không động. Người con trai đứng trước người đẹp như Tây Thi chẳng hạn, nếu theo phép quán sọ đầu lâu, tự nhiên sẽ hết động tâm. Người con gái khi gặp một chàng trai anh tuấn như Phan Anh năm xưa, nếu theo phép quán xương trắng cũng chẳng động tâm. Nếu không có pháp đó thì mỗi khi gặp gái đẹp, trai anh tuấn, cái tâm liền chạy lăng xăng như dượng leo, như ngựa chạy, không biết như thế nào mới đúng. Chỉ vì không đủ định lực, thành thử uổng phí mất đạo nghiệp, thực đáng tiếc biết bao. Ngày hôm nay tôi nhận được thư của hai vị đương trên đường hành hương Tam Bộ Nhất Bái, và tôi hiểu những điều chẳng thể nghĩ bàn mà họ vừa trải qua. Khi được các vị Long Thần Hộ Pháp che chở, cảm ứng đạo giao là như vậy. Hai vị đó đã thành tâm lễ lại, thực tâm niệm tụng, làm cảm động tới các vị Thiên Long Bát Bộ, nên họ luôn luôn có mặt ở bên cạnh để hộ trì. Bởi vậy, đi tới chỗ nào, hai vị này cũng gặp may mắn, gặp dữ quá thành lành. Chúng ta nên lấy các vị này làm gương sáng, soi lại chính mình, coi mình có thanh tịnh như vậy hay không, có sáng suốt, có trí huệ, có bật các dòng tưởng hay không. Này quý vị, quý vị nghe kinh nghe pháp cần phải ngộ tự tánh, tự ngộ và tự độ cho mình, không thể ý lại vào sư phụ, phải trông cậy nơi chính mình. Người ta nói dẫn tới cửa là vị thầy, tu là đương sự. Phải tin nơi trí huệ của mình, không thể tin vào ngu si của mình. Đó là một điểm vô cùng trọng yếu. Chúng ta giữ thiền thức với mục đích tự tánh tự độ. Xưa Lục Tổ đã từng nói: Khi mê thầy độ, khi ngộ tự độ. Nay chúng ta tham thiền phải lợi dụng từng giây phút, chớ để uổng phí thời gian. Bởi vậy, trong thời gian tham thiền, chúng ta không lạy Phật, không quá đường hay cúng ngọ, là vì cớ gì? Như vậy là muốn giúp quý vị chuyên chú vào sự dụng công. Thêm một phút tham thì cơ hội khai ngộ gần hơn một phút. Đâu có dư thời gian nào để làm việc khác, để tán chuyện, để tụ hội nhau. Nếu như túm năm tùm ba nói chuyện thị phi, toàn những điều vô nghĩa, thì quả là phí hoài cơ hội khai ngộ. Dầu có tham trong tám vạn đại kiếp cũng không có hy vọng gì. Trong thiền thất phải thật thà mà tham. Hãy tham niệm Phật là ai, tham bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ta là gì. Đó là chìa khóa khai mở trí huệ. Tham thiền phải khắc phục cửa đau. Hôm nay năm mới, tôi xin chúc quý vị năm mới hạnh phúc. Tục lệ của thế gian là như vậy. Chúng ta là những người xuất thế, lẽ ra không theo lề lối đó, nhưng chúng ta hãy còn là người trong thế gian. Nếu như quá xa cách thế gian thì chúng ta sẽ xa lìa mọi người. Bởi vậy tôi vẫn y theo lễ tục chúc mọi người một câu năm mới hạnh phúc. Tôi lại nói thêm bài kệ này: Kim phùng nhất cửu bát nhị niên, thập phương hội tụ lai tham thiền. Hồi quang phản chiếu quán tự tại, vạn Phật thành trung tuyển thánh hiền. Tạm dịch: Năm nay 1982, tham thiền hội tụ vạn Phật này, hồi quang phản chiếu quán tự tại, thánh hiền tuyển lựa chính nơi đây.
năm mới chúc hạnh phúc. Đối với chúng ta, những người tham thiền, cần đạt tới thiền duyệt vi thực, tức lấy sự tham thiền làm thực phẩm. Người tham thiền chân chánh, dầu đã ăn hay chưa ăn cũng không nhớ, mặc đồ vào hay chưa mặc, ngủ rồi hay chưa ngủ cũng không nhớ. Tham tới rốt ráo thì trên không biết có trời, dưới không biết có đất, chặn giữa không thấy có người, hòa với hư không làm một, sống trong một cảnh giới vô nhân, vô ngã, vô chúng sanh, vô thọ giả. Trong cảnh huống đó thì dầu có đau chân cũng đâu ngại gì, đau lưng cũng không sợ, vì sự nhẫn nại dùng công đã giúp cho thiền giả vượt qua hết thảy mọi thứ. Bởi không thấy có người, có ta, có chúng sanh, có thọ giả, thì ai là người đương đau? Hơn nữa, khi đã qua cái cửa đau thì cái đau cũng qua luôn. Còn nếu chưa qua thì đau vẫn còn. Qua được cửa đau thì không những thiền giả hết đau mà còn được tự tại, vui sướng vô cùng. Không có gì kỳ diệu bằng pháp môn tham thiền. Bởi tham thiền mới đưa tới trạng thái thiền duyệt di thực và pháp hỷ sung mãn. Cũng vì vậy mà xưa nay các thiền gia có thể ngồi luôn nhiều ngày mà không đứng dậy. Chân họ có bị đau không? Đương nhiên là có đau, nhưng họ chịu đau được. Họ có thể chịu đựng được những gì mà người khác không chịu nổi. Họ có sức tinh tấn dũng mãnh, chỉ biết dấn bước tới trước, chớ không biết lùi. Do đó họ mới thành công. Tham thiền phải có đủ nhẫn nại, vì nhẫn nại là vốn của sự khai ngộ. Tỷ như người làm ăn buôn bán, phải có vốn liếng thì việc kinh doanh mới phát triển và được lời nhiều. Chúng ta tham thiền phải khắc phục cái cửa đau. Vượt qua được cửa đau rồi thì con đường sáng sủa rộng mở, dẫn thẳng tới cảnh giới minh tâm kiến tánh. Khi chưa qua cửa quan này thì vẫn còn trong tình trạng sơn cùng thủy tận, đường tắc nghẽn. Vượt qua được thì là cảnh giới dưới liễu hoa tươi lại một thôn. Có câu như sau: không xả được tử, không đổi được sanh, không xả được giả, không thành được chân, không xả được khổ, không đạt được lạc. Chúng ta tham thiền phải có một tinh thần như vậy mới có hy vọng thành công. Phải phá được cánh cửa gian nan khốn khổ mới thấy được cảnh giới thực tại khác. Bởi lý do đó mà chúng ta phải chuyên nhất trong việc tham thiền. Quý vị hãy chú ý, chúng ta đến chỗ này là để tham thiền, không phải để tiêu thời gian. Phải mang hết chí nguyện chân chánh ra dụng công, với tất cả sự nhẫn nại chân chánh để ngồi thiền. Phải nhớ một điều rằng, trên thế gian không có thứ gì gặt hái được mà chẳng do công lao mang lại. Không bỏ công làm nhưng lại muốn hưởng, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Đó là mơ tưởng hão huyền, chẳng hề có thật. Chỉ có sức lực của mình bỏ ra thì mới mong ngày thành tựu. Nay qua năm mới, quý vị có sự mong mỏi mới, mong mỗi năm nay khai ngộ. Hy vọng tất cả chúng ta hướng tới mục tiêu này mà gắng sức tiến tới. Nếu chưa khai ngộ thì chưa ngừng bước. Thiền thất, tháng 1 năm 1982. Thế nào là đủ tư cách tham thiền? Phàm làm bất cứ một công trình gì cũng phải trải qua một giai đoạn tôi luyện mới tới được thành công. Pháp môn tham thiền còn khó hơn nữa. Thiền giả phải nếm đủ loại tân khổ và tôi luyện mới tiến bước được. Hễ tham gia thiền thất, điều quan trọng nhất là phải có tâm nhẫn nại. Nhẫn nại làm những công việc mình không ưa thích, nhẫn nại chịu đựng những gì không chịu đựng nổi.
Phải có tinh thần như vậy mới đủ tư cách tham thiền, bằng không thì miễn bàn. Thân ở tại thiền đường mà tâm thì ở nơi khác, dầu tham đến đâu cũng là uổng công, không thành tựu được gì hết. Tham thiền là tôi luyện thân này thành chất kim cương, chẳng khi nào bị hoại diệt. Nếu đã nguyện ý tôi luyện thân này thì gặp khổ phải ráng hết sức chịu đựng. Bởi có câu: chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Đối với những gì ta quan hỷ làm thì ta lại càng phải gắng sức hơn nữa, kẻo phụ lại tấm lòng lúc ban sơ đưa ta tới tham gia thiền thất. Về điểm này xin quý vị đặc biệt chú ý. Thân mang bệnh khổ bởi duyên nào? Trường Đại học Pháp Giới Phật Giáo thuộc Tổng hội Pháp Giới Phật Giáo lần đó tổ chức một cuộc du hành đi Đông Nam Á Châu để hoằng dương Phật Pháp. Trước khi đi, tôi đã biết trước chúng ta sẽ gặp một số trở ngại. Bởi bất luận đi chỗ nào hoằng pháp, tôi cũng đều gặp những cản trở và sự đố kỵ. Tại sao vậy? Bởi tôi quá trực tính. Tôi không chịu a du theo mọi người, bởi đó mà sanh ra đố kỵ. Tuy nhiên, sự tin tưởng của tôi là tà không thể thắng được chánh, loài ma quỷ không có cách gì làm hại được. Tôi tin tưởng rằng Phật và Bồ Tát luôn luôn hộ trì pháp của tôi. Nơi tôi đến tuy gặp nhiều trở ngại nhưng chúng chẳng có tác dụng gì, chẳng phát sanh những chuyện đáng tiếc. Gặp chuyện dữ đều hóa lành, nơi nào cũng bình an vô sự. Chính là do Phật và Bồ Tát đã gia hộ. Tôi đến bất cứ địa phương nào, thường ngày vẫn gặp những người đau bệnh đến xin được cứu chữa. Mang bệnh là do nghiệp nặng từ kiếp quá khứ. Nếu như không thế, đương sự tất không bị quái tật. Những người đến kiếm tôi đều mang những chứng bệnh lạ. Tây y và đông y đều bó tay, không cách gì chữa hết. Đa số những người mang quái tật trong mình là do trong kiếp quá khứ ham lợi dụng người mà không muốn bị thua thiệt, hoặc giả họ là những người bỏng sẻn, không muốn mất cho ai một xu, không biết giúp đỡ người nghèo, chỉ nghĩ về mình, không biết tới ai khác, luôn luôn ích kỷ tự lợi, thấy lợi quên điều nghĩa, càng ngày càng ngập thêm nghiệp chướng, nên mới dẫn tới bệnh lạ trong kiếp này. Mang bệnh lạ còn phải kể thêm những ai quỷ bán tam bảo trong kiếp trước, thậm chí quỷ bán kinh điển Đại Thừa. Một tội có thể khiến cho người ta bị đọa địa ngục để chịu khổ. Và khi ra khỏi địa ngục thì chuyển làm kiếp súc sanh, chim muông hay thú vật. Tới khi chúng sanh đó được lên làm người thì sáu căn không toàn vẹn, hoặc bị khuyết tật, hoặc mắt bị mù, tai bị điếc, câm hay ngọng, chân khập khểnh, tóm lại làm thân người không đầy đủ. Nguyên do bởi kiếp trước họ tạo nghiệp ác nên kiếp này chịu quả báo. Gặp quả báo như vậy, lẽ ra họ phải dốc lòng sám hối và làm thật nhiều công đức mới đúng. Tiếc rằng không những họ không tỉnh ngộ mà còn coi tiền tài quý như thân mạng, lại còn muốn lợi dụng kẻ xuất gia này. Họ cầu tôi chữa bệnh, chẳng muốn mất tiền nhưng muốn hết bệnh. Khi khỏi được bệnh, họ có vẻ hào hiệp đưa ra một phong bì đỏ để cúng dường. Tuy nhiên, trong bao màu đỏ đó chỉ có 1 đồng, 2 đồng cho đến 5 đồng là cùng, tiền Tân Gia Ba hay Mã Lai Á. Nghiệp chướng của họ nặng như vậy mà còn tính chuyện lợi dụng, thật đáng thương. Tại sao tôi lại kể những chuyện này với quý vị? Chính là muốn quý vị đề cao cảnh giác, cẩn thận giữ gìn, chớ có tạo ác nghiệp. Trong Phật giáo, không thể phỉ báng tam bảo,
không thể phỉ báng kinh Đại Thừa, không thể hồ nghi mà không chịu tu hành, không thể nói dối để gạt mọi người. Nếu như tạo ra các loại ác nghiệp như vậy, thì tương lai nhất định bị đọa địa ngục. Tới lúc đó thì thầy có thương cũng đành chịu, không có cách gì giúp đỡ. Tôi có lời nói trước như vậy để sau này đừng có trách tôi không chịu cứu giúp quý vị. Tham đắm cảnh giới thì chiêu cảm ma chướng. Trong pháp thanh thiền, người tu phải dấn bước thực sự, khổ công miệt mài, dũng mãnh tiến tới, tuyệt đối không lùi bước. Có hàng tâm như vậy mới là người tu thiền chân chánh. Trong lúc tham, phải lấy sự nhẫn nại khắc phục mọi thứ đau, chân đau hay lưng đau cũng mặc. Muốn tới được khai ngộ thì phải nhẫn nại, bằng không thì không thể khai ngộ. Nhẫn nại ở đây bao gồm mọi thứ nhẫn: chịu đói, chịu khát, chịu đau, chịu hết thảy mọi thứ. Nhẫn được thì phá trừ được chấp ngã. Như không có ngã chấp thì khi quán sát tâm cũng không thấy tâm nữa. Quán hình sắc bên ngoài thì hình cũng chẳng có. Hướng xa hơn nữa thì dạng hữu cũng mất. Đó là lúc trong không có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới, tất cả là không. Cái không này cũng không thể chấp trước nó, bởi nếu còn tham đắm vào không thì cũng là một thứ chấp trước. Do đó không cũng phải xả bỏ mới có thể cùng thế giới hợp nhất. Ta và hư không chẳng còn gì phân biệt. Nếu đưa cảnh giới này tới chỗ rốt ráo thì sẽ có định. Định chẳng phải là một trạng thái mơ hồ, mà ngược lại rất sáng suốt. Như câu nói: như như bất động, liễu liễu thường tri. Nghĩa là bất động, nhưng không lúc nào là không biết hết mọi sự. Tham thiền chẳng phải là một dịp ngồi để suy tính hay vì ham kiếm một cảnh giới nào. Có những loại vọng tưởng đó thì ma sẽ tới phá. Trong Kinh Kim Cang có câu: hết thảy mọi tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng là chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Bởi vậy, người tham thiền không thể tham đắm vào cảnh giới, cũng không được cầu thần thông. Tham như vậy có thể bị tẩu quả nhập ma. Cũng không nên tham đắm danh lợi, kẻo có thể mắc vào dòng tà đạo, làm kẻ quyến thuộc của ma dương. Điều này quả là đáng sợ. Người tham thiền phải là vô chấp, vô tham. Cho nên có câu nói: Phật đến chém Phật, ma đến chém ma. Và phải dùng kiếm báu của Vua Kim Cương, trí huệ, để chém đứt mọi thứ. Cảnh giới tốt chẳng ham, mà cảnh giới xấu cũng mặc. Ngàn vạn lần đừng ham những thành tựu nhỏ nhoi, đó chỉ là hiệu quả của công phu tu tập. Sinh tâm tham đắm sẽ đi vào đường tà, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Trong lúc nhập thức, cái ta phải quên đi, người cũng quên đi, quên cả thời gian và không gian. Có câu nói: quét hết mọi pháp, ly hết mọi tướng, hết thảy đều không chấp, tất cả buông bỏ. Tới lúc đó có thể đi vào cảnh giới tứ thiền thiên. Cảnh giới tứ thiền thiên. Người tham thiền khi nào tới được tình trạng vô ngã, vô nhân, tức là vào được cảnh giới sơ thiền, còn gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Tới giai đoạn này, thiền giả phá sự chấp trước về chúng sanh, chứng được thiền duyệt vi thực, và cảm thấy một niềm hỷ lạc với chánh pháp một cách sung mãn. Trong cảnh định này, hô hấp chấm dứt, nghĩa là không thở ra, không thở vào. Thiền giả vui sướng một cách đặc biệt. Loại khoái lạc này rất kỳ diệu, không thể tả ra được. Tóm lại,
người thường không có được khoái lạc đó. Trong cảnh nhị thiền, còn gọi là định sinh hỷ lạc địa, thiền giả cảm thấy một niềm hỷ lạc tột cùng. Thiền giả ngồi tại chỗ, chẳng ăn, chẳng uống, mạch không còn đập nữa, giống như người đã chết. Nhưng ý niệm vẫn còn, biết là mình đương tĩnh tọa. Bí quyết của tham thiền. Chữ thiền dịch nghĩa là tĩnh lự, cũng dịch là tư duy tu. Tư duy chính là tham, tĩnh lự là nghĩa thời thời cần phất thức, vật sử nhà trần ai. Thực tập tư duy tu còn có nghĩa là chúng ta phải đề khởi thời đầu, luôn luôn tâm niệm, không giây phút nào rời. Có câu nói, sớm như thế ấy, chiều như thế ấy. Phải bằng giàu tự tánh mà dụng công, không tìm cầu ở bên ngoài. Nếu gặp cảnh rồi, chạy theo cảnh, sẽ đi làm đường. Cảnh giới từ tự tánh sanh ra mới là cảnh giới chân thật. Mong rằng quý vị phải thật hiểu rõ điểm này. Bằng không sẽ lọt vào vòng của ma dương, làm quyến thuộc của chúng. Pháp môn tĩnh lự đòi hỏi một sự dụng công triền miên rằng rịch, không lúc nào gián đoạn. Dụng công kiểu này có thể ví như phương cách gà mẹ chuyên tâm ấp trứng, như rồng thận trọng nuôi dưỡng hạt châu, cũng như thái độ mèo rình chuột một cách nhẫn nại. Tham thiền phải có kiên tâm, thành tâm và hàng tâm. Không thể có tâm kiêu ngạo, thấy mình cao hơn hoặc hay hơn người khác. Như có những tư tưởng đó, thì loại ma cuồng điên sẽ nhập vào, khiến cho công phu không có hiệu quả. Khi tham thiền, không nên sanh vọng tưởng. Có vọng tưởng thì chẳng có ích lợi gì, chỉ uổng phí thời gian công phu. Tham thiền phải có tâm nhẫn nại, tâm trường diễn, tức nghĩ về lâu về dài. Bí quyết tham thiền là chữ nhẫn. Cái gì nhẫn không được cũng phải nhẫn, nhẫn đến cực điểm thì bỗng nhiên thấu suốt, bừng sáng khai ngộ. Nếu không nhẫn nại, không chịu đựng khổ, không chịu khó nhọc, khi gặp trở ngại tất sẽ đầu hàng. Những cung cách đó không thể chấp nhận, và đối với tham thiền là rất kỵ. Kiếm báu của Kim Cương Dương chặt đứt vọng tưởng. Vọng tưởng chính là hòn đá vướng chân trên đường khai ngộ. Tham câu niệm Phật là ai, tức là dùng kiếm báu của Kim Cương Dương chặt đứt hết mọi vọng tưởng. Khi Đức Phật Thích Ca vừa chứng được quả chánh giác dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài liền nói: "Là thay, là thay, tất cả chúng sanh chẳng trừ ai, đều có đầy đủ đức tướng và trí huệ Như Lai. Nhưng hiềm vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng được." Như vậy, Phật đã nói với chúng ta một cách rõ ràng lý do gì chúng ta không thành Phật. Chẳng qua là do vọng tưởng và chấp trước. Do đó, chúng ta phải phá bỏ những thứ này. Phá bằng cách nào? Chính là dùng chữ ai, coi như cái đục để đục xuống. Đục cho tới nước rút đá hiền thì sẽ thành công. Tham thiền tức là tham câu niệm Phật là ai. Trong từng thời khắc tham cứu vấn đề này, không được gián đoạn. Lâu ngày tự nhiên sẽ có tin vui. Nên có câu: "Cửu tọa hữu thiền, cửu trú hữu duyên." Tĩnh tọa trong một thời gian dài, tự nhiên sẽ có thiền. Trú ngụ lâu ngày ở một nơi nào, tự nhiên sẽ có duyên qua lại với láng giềng. Ta cùng với mọi người dung hòa tình cảm, nên tất cả sống với nhau trong sự an bình. Tham thiền khi tới trình độ tinh diệu, không những vọng tưởng tiêu tan, mà tính khí dịu hòa, bớt phiền não. Nhân phẩm cao, trí độ cũng rộng lớn. Lúc đó trí huệ hiển bày, biết rõ phải trái, phân biệt thiện ác,
tham sân si cũng được thanh lọc sạch. Chỉ còn lại là ánh sáng của giới định huệ chiếu rọi và soi thấu năm quẩn đều không. Sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Tiên Hóa. Hòa Thượng vốn họ Bạch, tên tục là Ngọc Thư, pháp danh là An Từ, tự Độ Luân. Và Tiên Hóa là pháp hiệu do lão Hòa Thượng Hư Dân đặc biệt tặng cho khi Ngài thọ lãnh sứ mạng làm người kế thừa truyền pháp đời thứ 9 của Thiền Tông Quy Ngưỡng. Ngày sinh ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ năm 1918, tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang, Đông Bắc Trung Hoa, tức Mãn Châu. Thân phụ Ngài tên Phú Hải, chuyên nghề nông. Thân mẫu thuộc dòng dõi họ Hồ. Sinh được 8 người con, 5 trai, 3 gái, và Ngài là út. Thân mẫu Ngài thọ chay trường, niệm Phật chẳng hề gián đoạn. Một đêm nọ, bà mộng thấy Đức Phật A-di-đà hiện thân, phóng hào quang, chiếu sáng khắp thế giới, chấn động thiên địa. Giật mình tỉnh giấc, bà ngửi thấy mùi hương kỳ diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh Ngài. Ngài vừa ra đời, liền khóc suốt 3 ngày đêm. Chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới ta bà này vậy. Năm Ngài 11 tuổi, một hôm cùng chúng bạn vào chơi, Ngài chợt trông thấy một em bé miệng ngậm, mắt nhắm, nằm bó trong đám rơm. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, rờ chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng, nên hỏi lũ bạn. Có kẻ hiểu biết liền nói, đứa bé đã chết rồi. Song Ngài vẫn vô cùng ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, Ngài thưa hỏi thân mẫu. Bà dạy, phàm là người, ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay nghèo hèn, ai ai rốt cuộc cũng phải chết cả. Ngài lại thưa, như vậy có cách gì thoát được sự chết chăng? Bấy giờ trong nhà có vị khách xưa kia từng tu đạo, đỡ lời đáp rằng, chỉ có cách tu đạo, hiểu rõ tự tâm, thấu suốt bổn tánh, thì mới có thể chấm dứt sanh tử, thoát dòng luân hồi, thành tựu chánh giác, chứng được vô sanh. Tuy lúc đó Ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, Ngài tỉnh ngộ sâu xa, nên quyết chí xuất gia tu đạo. Khi Ngài mang chuyện xuất gia thưa với thân mẫu, bà dạy, xuất gia là điều tốt lắm, song không phải là chuyện dễ làm. Cần có thiện căn, có đại nguyện lực, phát đại bồ đề tâm, thì mới có thể thành tựu vô thượng đạo. Nay con có lòng vậy, ta hết sức đồng ý. Song nay ta đã già, mà các anh chị con đều đã tự lập, vậy con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ. Khi ta mất rồi, con xuất gia tu hành cũng chưa muộn. Ngài vâng lời cha mẹ. Sau đó, hàng ngày Ngài thường theo thân mẫu lại Phật. Lại Phật xong, Ngài lại cha mẹ. Rồi vì nhận thấy thế giới này còn lớn hơn cả cha mẹ, nên Ngài hướng về trời đất, vua, sư trưởng mà lạy. Ngài lại nghĩ đến những người tốt trên thế giới này mà lạy, thầm tạ ơn họ về các việc thiện họ đã làm. Nhận thấy những người ác thật đáng thương, Ngài lại vì họ mà lạy, mong sao nghiệp chướng của họ được giảm bớt và sớm biết hối cải. Mỗi ngày, Ngài lại nghĩ thêm những người khác để lại. Nên về sau, bất kể thời tiết, mỗi ngày, Ngài đều đặn lại 837 lại vào buổi sáng và 837 lại vào buổi tối. Ngài lại Ngài, Ngài cung kính phụng dưỡng song thân như đối với Phật vậy.
Chẳng bao lâu, tiếng hiếu thảo đồn khắp bốn phương, và mọi người đều gọi ngài là Bạch Hiếu Tử, người con chí hiếu họ Bạch. Năm ngài 19 tuổi thì gặp phải tan thân mẫu. Sau khi chu toàn việc mai táng, ngài đến chùa Tam Duyên lại là hòa thượng Thường Trí làm thầy và xuống tóc xuất gia. Sau đó ngài về lại một phần thân mẫu thủ hiếu trong 3 năm. Suốt thời gian ấy, ngài sống trong một túp liều tranh nhỏ, ngày ngày tọa thiền, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Rất nhiều lần ngài ngồi thiền rồi nhập định, liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng rời thiền sàng. Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy túp liều tranh của ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung, và túp liều tranh thì sáng rực như ban ngày. Song khi tới nơi, mọi người thấy túp liều tranh vẫn bình lặng, và ngài thì an nhiên, tĩnh mặc trong thiền định. Có lần ngài đang tọa thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị khách ấy ngạc nhiên thay, chính là Lục Tổ Huệ Năng. Đức Tổ Sư dạy ngài rằng trong tương lai ngài sẽ tới Mỹ Quốc để độ sinh, rằng ở Tây Phương ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên có thể quần dương Phật Pháp, và ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mãi đến lúc Đức Tổ Sư từ biệt quay đi rồi, ngài mới choàng tỉnh, sực nhớ rằng Đức Huệ Năng vốn là người đời Đường khoảng 1.200 năm về trước. Năm 1946, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, tình trạng giao thông trong nước đã bắt đầu dễ dàng trở lại. Ngài bèn tìm xuống phía Nam để đến chùa Nam Qua ở Tàu Khê, tỉnh Quảng Đông, đảnh lễ lão hòa thượng Hư Dân và đến núi Phổ Đà để thọ cù túc giới. Cuối cùng, trải hơn 3.000 dặm, ngài đã được bái kiến lão hòa thượng Hư Dân, bậc đại thiện tri thức mà ngài bấy lâu ngưỡng mộ. Vừa nhìn thấy ngài, lão hòa thượng lúc ấy đã 109 tuổi, liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của ngài. Khi đó lão hòa thượng nói: "Như thị, như thị." Và ngài cũng đáp lại: "Như thị, như thị." Biết ngài là bậc pháp khí, lão hòa thượng Hư Dân ứng chứng sở đắc của ngài, và ngài chính thức trở thành vị tổ thứ 9 của Thiền Tông Quy Ngưỡng. Sau đó lão hòa thượng dạy ngài ở lại đảm nhận chức viện trưởng viện chế luật chùa Nam Qua. Năm 1949, ngài từ giả chùa Nam Qua lên đường sang Hương Cảng và sống trong một sơn động biệt lập. Chẳng bao lâu, có vô số tăng lữ từ Trung Hoa đại lục qua Hương Cảng tị nạn và cần sự giúp đỡ của ngài. Ứng với nhân duyên, ngài rời sơn động sáng lập Phật giáo Giảng Đường. Chùa Tây Lạc Viên và Từ Hưng Thiền Tự cùng trợ giúp xây dựng và trùng tu nhiều đạo tràng khác. Trong suốt 12 năm ở Hương Cảng, ngài là tấm gương sáng khổ hạnh, tinh tấn tu đạo, vì pháp quên mình. Ngài đã ảnh hưởng vô số thiền nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. Hòa thượng Tiên Quá vốn nuôi chí nguyện đem chánh pháp truyền bá đến khắp nơi trên toàn thế giới, nên năm 1961, ngài sang Úc Châu hoằng pháp. Và năm sau, năm 1962, ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một nhà kho nhỏ, ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cơ duyên hoằng dương đạo pháp chín mùi. Lúc ấy, ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, nhà sư trong phần mộ, và Hoạt Tử Nhân, người đã chết nhưng còn sống. Năm 1968, biết cơ duyên đã đến, ngài nói: "Một đóa hoa sẽ nở ra 5 cánh." Mùa hè năm ấy, ngài chủ trì pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi pháp hội kết thúc, quả nhiên có 5 người Mỹ xin xuất gia với ngài. Từ đó, ngài chủ trì nhiều pháp hội khác, giảng giải Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Năm 1971, ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, Kinh Hoa Nghiêm.
song song với việc giảng kinh thuyết pháp, Ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp tại Mỹ Quốc. Tại Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ Tùng Lâm, đào tạo tăng ni học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chánh tu hành. Ngài chủ trương rằng tất cả Phật tử cần phải đoàn kết lại và nên dung hợp Nam Bắc Tông. Vì thế, nhiều dịp truyền thọ Tam Đàn Đại Giới tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành là do Chư Cao Tăng Đại Thừa và Tiểu Thừa hợp lực chủ trì. Năm 1980, Ngài thành lập Trung tâm Cứu Tế Nạn Dân, một tổ chức cứu trợ xã hội bất vụ lợi được Chính phủ Hoa Kỳ ủy quyền để cứu tế, cung cấp các lớp huấn nghệ và Anh ngữ, đồng thời giúp tái định cư người tị nạn từ Việt Nam, Lào, Campuchia. Trung tâm này đóng cửa vào năm 1986 theo quyết định của Chính phủ. Với tinh thần vì Pháp quên mình, Hòa Thượng không quản khó nhọc, thường xuyên đến các đạo tràng trong và ngoài nước để hoằng dương Phật Pháp. Ngài được mọi giới kính ngưỡng vì nếp sống khổ hạnh và nghiêm trì giới luật của Ngài. Trong thời mạt Pháp mà nhiều người không tôn trọng giới luật này, Ngài đã nêu gương sáng và khuyến khích nếp sống khổ hạnh bằng cách chỉ ăn mỗi ngày một bữa vào giờ ngọ, và ban đêm thì ngủ ngồi chứ không nằm. Bình sanh, Ngài sống nhẫn nhục, khoan dung, nhịn ăn nhiều lần để hồi hướng công đức cho chúng sanh. Cuộc khủng hoảng quả tiễn ở nước Cuba vào năm 1962 đã xảy ra không bao lâu sau khi Ngài đến Hoa Kỳ. Ngài đã tuyệt thực 5 tuần để hồi hướng cho nền hòa bình thế giới. Vào dịp Ngài du hành Đài Loan năm 1989, Ngài đã nhịn ăn 3 tuần để hồi hướng cho dân chúng Đài Loan. Sau đó, Ngài lại đi hoằng pháp tại nhiều nước châu Âu. Mặc dù tuổi Ngài đã cao, nhưng Ngài vẫn không muốn nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Suốt 30 năm liên tục, Ngài đã đăng đàn thuyết pháp và giảng luận kinh điển Phật giáo, dương cao ngọn đèn rực rỡ của trí huệ để soi đường cho chúng sanh đang chìm đắm trong đêm tối của thời đại mạt Pháp này. Chính trong lúc Ngài đang bệnh để gánh chịu khổ nạn cho chúng sanh, Ngài vẫn kiên trì tiếp tục đại nguyện diễn dịch kinh điển Phật giáo. Ngày 7 tháng 6 năm 1995, Hòa Thượng Tiên Hóa thị hiện viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc, trao lại cho các đệ tử ba trách nhiệm quan yếu: 1. Tiếp tục hoằng dương Phật Pháp; 2. Phiên dịch kinh điển Phật giáo; và 3. Hoàn mãn sự nghiệp giáo dục. Dâng theo lời di huấn của Ngài, tứ chúng đệ tử tại các đạo tràng thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới đều chuyên tâm trì tụng Kinh Hoa Nghiêm và niệm Phật suốt 49 ngày kể từ hôm Ngài viên tịch. Ngày 12 tháng 6 năm 1995, lễ nhập quan được cử hành tại Long Beach Thánh Tự, và đến ngày 16 tháng 6, kim quan của Ngài được cung thỉnh về Vạn Phật Thành. Tại đây, đại lễ tri ân được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 năm 1995 trong niềm thương tiếc của mọi người. Ngày 28 tháng 7 năm 1995, thánh lễ trà tỳ được cử hành trọng thể tại Vạn Phật Thánh Thành trước sự xúc động của hàng ngàn thiện nam tín nữ. Và hôm sau, sáng ngày 29 tháng 7, tro cốt của Ngài được rải trên địa phận của Vạn Phật Thánh Thành đúng như lời di giáo của Ngài. Khi tôi đến, tôi không có gì cả. Khi tôi đi, tôi vẫn không có gì cả. Tôi không muốn để lại dấu vết gì trên thế gian. Tôi từ hư không đến, tôi sẽ trở về hư không. Dù cho Ngài không muốn để lại một dấu vết nào trên thế gian này, nhưng công đức hoằng pháp tại Tây Phương, phiên dịch kinh điển, thiết lập đạo tràng và học đường của Ngài lúc còn tại thế đã gieo hạt giống Bồ Đề và đã gây được ảnh hưởng sâu rộng đến các tầng lớp dân chúng Tây Phương. Những dấu ấn đó của Ngài sẽ không bao giờ phai mờ với thời gian. Ngày 23 tháng 6 năm 1996, đúng một năm sau ngày Hòa Thượng Tiên Hóa nhập Niết Bàn, Tổng hội Phật giáo Pháp giáo long trọng tổ chức lễ cung thỉnh xá lợi Hòa Thượng về các đạo tràng.
Hòa thượng Tuyên Hóa đã vĩnh viễn ra đi, nhưng trong tâm trí mọi người vẫn âm vang lời di huấn của Ngài: hãy quét sạch tất cả các pháp, ly khai tất cả các tướng. 18 đại nguyện của lão Hòa thượng Tuyên Hóa. Năm Hòa thượng Tuyên Hóa 19 tuổi thì thân mẫu Ngài tạ thế. Sau khi lo liệu kêu toàn việc mai táng, Ngài tới chùa Tam Duyên ở Hợp Dĩ Tân, lạy Hòa thượng Thường Trí làm thầy, chính thức xuất gia. Ít lâu sau, Ngài tới trước một phần của thân mẫu Thủ Hiếu. Năm đó, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19 tháng 6 âm lịch, Ngài đối trước chư Phật và chư Bồ Tát mười phương phát 18 đại nguyện: kính lại mười phương chư Phật cùng tam tạng pháp, với chư hiền thánh tăng trong đời quá khứ và hiện tại, nguyện rủ lòng chứng giám. Đệ tử là Độ Luân, Thích An Từ, con nay phát tâm, chẳng gì cầu phước báo của hàng trời, người cùng thanh văn duyên giác, hay của hàng Bồ Tát quyền thừa. Con chỉ nương theo tối thượng thừa mà phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới đồng thời chứng đắc Tam Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Một, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Hai, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng duyên giác ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Ba, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng thanh văn ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Bốn, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng trời người ở trong tam giới mà chưa thành Phật, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Năm, nguyện rằng nếu còn một người ở trong mười phương thế giới chưa thành Phật, con thề không giữ ngôi chánh giác. Sáu, nguyện rằng nếu có một vị trời người hay Atula mà chưa thành Phật, thì con thề sẽ không giữ ngôi chánh giác. Bảy, nguyện rằng trong thế giới loài súc sanh mà còn một kẻ chưa thành Phật, con thề không giữ ngôi chánh giác. Tám, nguyện rằng trong thế giới loài ngạ quỷ mà còn một kẻ chưa thành Phật, con thề không giữ ngôi chánh giác. Chín, nguyện rằng nếu trong thế giới loài địa ngục mà còn một kẻ chưa thành Phật hoặc địa ngục chưa trống không, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Mười, nguyện rằng trong tam giới nếu còn một ai đã từng quy y với con, dù là trời, người, Atula, các loài bay, lặn, động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sinh, quỷ hoặc thần mà chưa thành Phật, con thề không giữ ngôi chánh giác. 11. Nguyện hồi hướng bố thí khắp nơi mọi phước lạc mà con đáng được hưởng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới. 12. Nguyện rằng một mình con sẽ nhận chịu hết tất cả khổ nạn của chúng sinh trong toàn pháp giới. 13. Nguyện rằng con sẽ phân linh thành vô số để phổ nhập vào tâm của những chúng sinh nào không tin Phật Pháp, làm cho họ bỏ ác hướng thiện, sám hối tội lỗi, biết tự sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng đều được thành Phật. 14. Nguyện rằng chúng sinh nào thấy mặt con hoặc chỉ nghe tên con đều phát tâm Bồ Đề, chống đắc thành Phật Đạo. 15. Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy và thực hành mỗi ngày ăn một bữa vào lúc giữa trưa. 16. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, nhiếp thọ rộng khắp các loài căn cơ. 17. Nguyện rằng trong đời này con sẽ đắc ngũ nhãn, lục thông, phi hành tự tại. 18. Nguyện rằng tất cả nguyện trên đều được thành tựu viên mãn. Và cuối cùng, chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Kệ hồi hướng: nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên báo bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai nghe thấy
tất phát Bồ Đề tâm. Đến khi mạng này hết, đồng sanh Cực Lạc quốc.